Một lồng sự tập hay cùng bà lên phân bộ nằm dự phòng mô tả nhé. Trúc Minh Lãng đi đâu rồi? Đừng để cậu ta chạy. À xin lỗi, hay là ta mời người đi ăn một bữa yến tiệc à, coi như là bồi bổ tôi với người. Còn được, ta định đi tìm giáo vụ một chuyến, ban chút chuyện. À đại giáo vụ à, làm chiều sao vừa khác yến tiệc mà ta nói thì chính là nhà đại giáo vụ. Cha ta và đại giáo vụ là thầy giàu, ta và nhi tự cùng ấy làm quản cũng có chút giao tình, nên đi tìm hắn đờ thưởng thức rượu ngon nhãn. Chẳng phải nói là mời sao, đây chẳng phải là ăn cho cả. Phủ Lâm Chiêu, huynh đệ chắc là người không biết Lâm Quảng nơi cùng vọng thế nào đâu. Hôm nay thực ra là một bữa tịch định thần, chính là cái kiều nam nữ mà tâm đầu ý hợp, rồi đưa ngươi về nhà, rồi lấy hình thức là một bữa dạ yến để đặt gặp thân thích và khách nhân đó. Nếu là một bữa tiệc định thần thì có liên quan gì tới cuộn dòng chưa? Bởi vì nữ tử kia không hề có chút hứng thú nào về Lâm Quảng, thậm chí còn có chút chán ghét. Nhưng mà Lâm Quảng lại nói với vị nữ tử đó thì tôi này, hắn sẽ cử hành tiệc định thần, mới tiệc chiêu đại khách cửa. Nếu như hôm nay nàng ta còn tới thì khiến cho Lâm Quảng mất hết mặt mũi ở mạng thành này, thì tự gánh lấy hậu quả. Còn có cái kiểu ngang ngược như vậy sao? Khác gì cưỡng ép đột dân nữ chưa? À đúng vậy, hôm nay ta tới một mặt là để thưởng thức rượu ngon, một mặt là thực ra là muốn xem nữ tử đó có đến hay không. Đã lâu như vậy rồi xem ra nữ tử đó không đến đâu. Thiếu niên, đi công tác là một chuyện. Lòng quản, người chứ không phải là muốn trói người ta chứ? Chuyện thức đức như vậy ta không làm được đâu. Đến giờ này rồi thì chúng người ta không tới thì chính là thật lòng không để ý đó. Người đây là đang nói gì thế? Lẽ nào ngươi cũng muốn thấy ta mất mạng sao? Yên tâm đi, chỉ là đi thương lượng với nàng ta thôi. Mặc dù nàng ta không nguyện ý thì cũng phải lộ mặt để nói cho rõ. Ngươi không sợ cha ngươi biết sao? Ông ấy đang bận rộn ở tư phòng, không có tâm tư nào để ý tới cái chuyện nhỏ này đâu. Ngươi rốt cuộc lại có đi hay không hả? Được rồi, vậy ngươi lại uống thêm một chút này đi. Ta đi cùng hắn rồi về. Đi cưỡng ép cướp đợt nữ dân nữ vì hắn. Đã tiểu già ta là người như thế nào chưa? Ta chính là sợ Lâm Quảng làm loạn cái chuyện đó nên mới đi cùng hắn đó. Quỳnh đề yên tâm đi, ta là người chính trực, đến bà cô nội cũng phải khết cười gan lợi ta đi. Mà thôi, nếu như Lâm giáo dụ đã đến thư phòng, vậy thì đi bái phòng ông ấy trước vậy. Thư phòng Lâm Chiều, cô nương à, tại hạ tới từ học viện Lý Xuyên muốn bái phòng đã giáo dụ Lâm Chiều. Học viện Lý Xuyên, ngươi muốn vào thần lòng cao viện sao? Dùng quan hệ thì cũng vô dụng. Phụ thần ta chỉ nhìn vào chân tài thực học thôi. Lâm Tiền, con gái Lâm Chiều. À đại giáo dụ à, con nhớ đã sờn hồ chứ? Nè người con muốn lôi kéo làm quen, ta khuyên người lên quay về đi, vô dụng thôi. Ai chà, cái hạ lịch tự mình đến phủ của ta, không tiếp đón từ xa, không tiếp đón từ xa. À đúng dịp ăn trực yến tiệc, làm khách nhà Lâm đại giáo dụ. À Tiêu Tiền à, ta chẳng phải đã dặn dò con rồi sao? Sắp tới con có một vị khách nhận quan trọng tới bái phỏng, khi đó ta đã dặn dò con kỹ càng chi tiết rồi, sao vẫn không nhận ra gì chứ? Người cha cũng chưa, người ta cũng chưa gặp cậu ta bao giờ, sao mà nhận ra được chứ? À không sao, không sao. Để giáo dụ à, ta thực ra tới tìm ông nhờ ông giúp đỡ. Quỳ cái hạ ghi yên tâm, nếu như có việc gì còn tới làm chịu, ta nhất định sẽ toàn lực tương trợ. Đại giáo dụ, ta chính thức tự giới thiệu, ta là Trung Minh Lãng, đến từ học viện Lý Xuyên. Gần đây Lý Xuyên học viện đã tiếp nhận thẩm trà của túi viện cao. Chúng ta rõ ràng đã thông qua bài so đấu, nhưng mà một vài người phía viện lại không đồng ý để học viện Lý Xuyên thông qua. Gì? Cậu tới từ học viện Lý Xuyên, cậu chính là Trúc Minh Lãng đã đến bài Hoàng Quang Khải. Người đến bài Hoàng Quang Khải sẽ từng là tài hạ. Trước đó ta đã đoán rằng cậu ấn mình ở trong học viện, không nằm ngoài dự đoán của ta mà. Ngược lại là cậu nhân như cậu, lại ở trong trò chơi của đám tôm cá. Cũng không phải là muốn đại giáo dụ thiền vị, chỉ là hy vọng là hãy đưa ra một phán quyết công bằng chính trực cho Lý Xuyên học viện. À sao vậy? Có người lại cố tình cản trở. Phụ thần, nói tới Lý Xuyên học viện thì có một chuyện còn không biết, có nên nói hay không? Chuyện gì? Hôm nay không phải là quán cà đãi tiệc sao? Nói là định tình một cô gái nào đó, đưa tới cho người nhà họ hàng xem mặt. À, chuyện có tình nghịch tử đó thì ta còn quan tâm.
Nhưng mà cô gái đó hình như là giáo viên của học viện Lý Xuyên, mà hạ viện giám sát lại là môn sinh của ngài. Quan cả biết, án không rời ý khỏi phân viện đến nhập viện tịch tây nền. Thề nịnh, long quản dung chuyên này đỡ cưỡng ép cô gái đó. Cái tên súc sinh này. Vị giáo viên của cô Lý Xuyên đó có phải tên là Đoàn Lam? Đúng vậy. Bảo sao trước đó lại nhìn thấy Đoàn Lam, cảm thấy nàng ta có chuyện ở trong lòng. Lam đại giáo dụ, Đoàn Lam là thầy của ta. Cái gì? Tên nghịch tử đó là dám cưỡng ép thầy của các hạ, đúng là thứ lưu manh mà. Ta chỉ đi lôi cái tên súc sinh đó về ngay. Bây giờ là quản chắc là đang đi tìm Đoàn Lam rồi, ta đi cùng người. Mong cái hại yên tâm đi, nếu như tin Đoàn Lam đó dám làm chuyện thất đức, ta sẽ trừng phạt hắn nghiêm khắc. Tiếng chuông dài sắp vang lên rồi, bữa tiệc nhà ta đã tổ chức cho người cũng sắp kết thúc rồi. Nếu ngươi không lộ mặt thì để Long quản ta bị người ta chớ nhạo, cười nhạo thì. Vậy thì làm gì các người đứng nói là nhà viện tịch, có thể sống sót được cũng không không cũng là vấn đề. Đừng làm, ngươi nghĩ cho kỹ cho ta. Trên thế giới này ngoại trừ ta thì không ai có thể giúp người. Làm cầm tử, ta khiến ngươi tự trọng. Làm hoàng à, yêu đế thục nữ hợp với hoàng tử mà. Càng là nữ nhân ưu tú thì càng xứng đáng để đối xử chân thành. Ngươi tìm lý do giải thích với hoàng khách, đừng có làm khó người ta nữa. Nè, là thư viêm, ngươi rốt cuộc là tới giúp ai? Nếu như không phải ngươi vừa già, nàng ta đã sớm bị tập bất lên mang tiệc rồi. Hôm nay, nữ nhân này ta muốn cả cái chắc rồi. Đừng hòng ách cản được ta. Bây giờ khẩu khí lớn rồi ha. Nói như lão tử của ngươi thì sao hả? Phụ thân, sao ngài lại tới đây? Vì tử súc sinh. Con không dập đầu tạ tội với lỗi cô nương. Phụ thân à, con chỉ là muốn nói chuyện với nàng ta, không không hề cưỡng ép. Còn giống người biện à, ngươi tưởng ta không biết gì hay sao? Làm chiều ta một đời vinh quang lỗi lạc, chưa từng làm chuyện trái lương tâm, sao lại có nghịch tử như ngươi chứ? Vô đừng đánh con nữa mà, hai con sai rồi. Ý vào quyền lực của ông này, ý hiếp ép buộc người ta, còn bày ra cái trò mà yến tiệc định thân nữa chứ. Mày điên khùng tới mức nào vậy chứ? Bọn họ không làm gì người chưa? Gặp phải chuyện này sao không nói với ta? Đi là đại ít nhiều thì cũng gặp phải cái chuyện bị một vài đồ nhì nhằm hiểm làm phiền. Ta cũng đã quen rồi. Ta còn cho rằng là làm quản nói lời không đẹp là bởi vì hắn có quan hệ không tồi với Hà viện giám nên công ra tay với hắn. Nào ngờ hắn lại dám làm cái chuyện hoang đường như thế này. Quỳ xuống dập đầu xin lỗi. Vì ta không nên vì sắc đẹp mà mất đi lý trí, mong đội con đường và cái hạt tha cho ta. Dập đến đi khi đọc chúc công tử và đồng con đường vừa ý thì mới dừng cho ta. Vì ta sai rồi, ta sai rồi. Đại giáo dụ à, ngài cũng đã dạy dỗ rồi. Lam quản quả thực là cũng chưa làm gì với ta. Lâm giáo dụ đi rồi, ta thấy con trai ngài cha đã biết sai rồi. Nhớ kỹ, học viện Lý Xuyên không phải ai cũng có thể chọc được đâu. Giờ một bất hạnh trách ta lúc nào cũng đâm đầu vào việc của học viện. Học thì có dạy dỗ nghịch tử trật tú. Ta đưa hắn về trước, về sau cũng sẽ kiểm tra lại thật thật rõ ràng hành tùng của Hà Dâm vì Dâm để xử lý ôn thỏa đến xong. Thì chắc chắn sẽ tới nhà tạ tội, mong các vị các hạ đưa đoàn cô nương về nghỉ ngơi trước. Hôm nay cũng cảm tạ công tử nhiều lần giải vây cho ta. Là thiếu viên ta là chỉ nhận hoàng tử, đương nhiên sẽ không đồng lũ với cái bọn họ. Nhưng mà không ngờ chúng mình là người đúng là giấu kỹ thật đấy. Vậy mà lại có thể khiến cho Lâm Đại Dụ ra tay đánh con trai của mình. Chẳng còn cách nào khác, cả đây cũng có mặt mũi gì đấy. Hàn tỷ tỷ à, cậu ta hàn tí tí à, hoàng quá, ta làm sai rồi mà. Nhưng ta cũng là con ruột của cha mà, uống gì, ta còn chưa làm gì thôi đó, tụi không đáng chết mà. Sao lại bị đánh thành như vậy rồi? Tiền giám, Hà Tọ. Hà Tọ, chuyện tốt mọi người làm và con trai ta. Đã làm ta đã biết hết rồi. Về sau đừng có nói là ta là thầy của người đó. Trước viện giám của người, ta còn sẽ báo người bên trên bên chọn lại. Lão sư à, còn không lợi dụng chức vị anh làm chuyện cầu thả. Học viện đi chuyện đó vốn là không có tư cách để nhập viện tịch mà. Còn giáo viên là cút ra ngoài, cút hết ra cho người cho ta.
Đời viện giảng, Lý Xuyên phân viện tuy rằng đã thắng, nhưng mà lý lịch của giáo viện vốn dĩ không đạt đến trình độ dạy học. Đón Thượng Thành, viện của các người có rất nhiều giáo viện có lý lịch không đủ. Bọn ta hy vọng sau khi ngươi quay về có thể tiến hành điều chỉnh một phen. Mệnh thành thuần lòng, cao diện, đại diện trưởng. Xin đừng có vội kết luận. Lâm đại giáo vụ. Đại giáo vụ. Không còn. Ta nói chuyện với người rồi đi. Dừng. Hiện tại ta chính thức tuyên bố kết quả thẩm tra của Lý Xuyên học viện. Lý Xuyên học viện nghiêm khắc tuân thủ giáo nghĩa của thần lòng học viện. Mới mấy năm nay chưa từng làm trái. Chế độ học viện hoàn thiện. Học viện ưu tú, giáo viên trọng đức có từ ngày hôm nay. Chính thức trở thành phân viện thứ 142 của thuần lòng học viện chúng ta. Cái gì? Làm sao có thể? Không phải vừa nãy con nói giáo viên không nghiêm khắc sao? Chuyện gì vậy? Đại viện giám ạ, vấn đề ta vừa đưa chỉ ra. Đây là chuyện nhỏ, chỉ cần nói mỗi năm Lý Xuyên học viện. Cứ một giáo viên đến viện tối cao của chúng ta tiến tu là được. Tiến tu? Còn có tư cách tiến tu? Người là Tôn Sùng. Thuộc hạ chính là Tôn Sùng. Đại giáo vụ có chỉ thị gì ạ? Cuộc cạnh tranh công khai giữa phân viện mà người sắp xếp và viện tối cao của ta thực sự khiến bọn ta mở mang tầm mắt. Để cho một học sinh như Hoàng Văn Khải đối phó với ngôi viện thắng thì không sao, mà lại còn thua tàn tác. Từ khi nào thấm trang của viện tối cao với ngôi viện trở thành trò chơi của ngươi vậy? Muốn công khai thì công khai, muốn chỉ định người vợ người nào thì chỉ định người đó, muốn quan báo từ tu tới nào thì quan báo tu thử thử đó. Thuộc hạ nào làm sao dám? Cái loại người như người vẫn là đừng có đến làm giáo viện gì gì đó nữa. Đi xem xung quanh một trường có chức vị gì đi. Mày lầm tra thức. Đâu cô nương, lão phu vì nghịch tử mà mạo phạm lúc trước xin lỗi cô. Chút lông nhỏ này vẫn mong cô nhận lấy. Cái này đại giáo vụ cũng là một lòng thành ý. Nếu như không ngài ấy cũng sẽ còn luôn cảm thấy ấy nấy vì chuyện của lòng quản. Đừng làm cũng không muốn đại giáo vụ có sự đâu nhỉ. Vâng, đại giáo vụ ngài khách khí rồi. Đừng làm. Những ngày này các người vì Lý Xuyên học viện mà bồn bà khắp nơi. Có lẽ chưa đi tham quan giành thắng cố viện tối cao của bọn ta đúng chưa? Ta đi cùng người nhé. Được. Đại gia dụ à, có phải có cùng lời gì muốn nói với ta không? Không sai, hôm đó chúng ta bị tuyệt hải ưng hoàng bám theo. Thực ra là vì bọn ta còn lấy một cổ khí có tên là Trấn Hải Linh từ lãnh thổ của nó. Vốn dĩ là có một vị cao thủ đồng ý giúp đỡ bọn ta, nhưng hắn bị thương còn nghi ngờ. Ta sợ đến nơi thì quá muộn, nên bọn ta muốn xin các hạ ra tay giúp bọn ta lấy được cổ khí này. Đương nhiên, bọn ta cũng sẽ không để cho các hạ đi một chuyện vô ích. Các hạ cần thứ gì thì xin hãy nói, bọn ta nhất định sẽ cố gắng hết sức hài lòng. Đại giáo vụ đã nói như thế, ta cũng không khách khí nữa. Ta cần ổ phượng hoàng. Nếu như đại giáo vụ có thể cung cấp vần này cho ta, ta có thể giúp các người. Có thể. Trong viện bảo cát bọn ta quả thực là có một tổ phượng hoàng lâu năm. Vừa hay những năm gần đây ta cũng có tích lũy một ít, có thể đổi cho các hạ. Vậy thì đa tạ đại giáo vụ rồi. Tiếp theo, hình như cũng không có gì làm. Hay là đi xem có ấu linh nào không tùy, không rồi nuôi một con ta. Ồ, huynh đệ à, trùng hợp thế chuẩn bị đi đâu sao? Là người à, ta chuẩn bị đi lên thú, cát trồng một con ấu linh nuôi. Ôi, chuyện này ta thạo nha. Quỳnh Địa có dám đi chơi cho kích thích với ta không? Tiềm lòng trại, đó chính là kích thích mà người nói à? Ta nghe nói mức độ kích thích của cược rồng người bình thường lại không thích chơi cho lắm. Chẳng phải có môn đại gia ở đây sao? Ta đưa ngươi vào cho một trận nhất định là hết hồn. Nơi kiểu này có thể chơi hết cả tiền tài của một quốc gia. Thường ấy thấy vương tôn quý tộc gì đó của đảo quốc để mong trần ra ngoài đấy. Được rồi, hôm nay tiểu gia mở mang kiến thức vậy. Đã tới lúc nếm thử niềm vui của con nhà giàu rồi. Cảm tạ các vị khách quý đã tới đây.
Điều này sẽ cho mọi người được thấy trứng rồng có thể tiết lộ ra một chút cho mọi người. Trong đó có một viên trứng rồng do chúng ta lấy từ thiên tỉnh của Liệt Ma Sơn. Cách đây không lâu là trứng của Lôi Công Long. Lôi Công Long Vương Long, hậu đại của nó là Lôi Dao, hay gọi là Lôi Công Chi Long chính thống. Chúng ta cũng không có cách nào được phán đoán được chính xác được. Phải xem nhãn lực của các vị rồi. Nữ Vương Hạ từ Di Quốc. Mời các vị lần lượt đến phân biệt xem sao, sau đó thì quyết định xem có thêm tiền cô gây không. Bây giờ chúng ta xin bày ra quả trứng rồng đầu tiên. Đây là quả trứng rồng đến từ Huyền Thảo Sơn Bảo và được một vị Thức Long đại sư ngẫu nhiên nhìn qua đã nhìn trúng. Có một số rồng thích ăn trứng thú và có nhiều dinh dưỡng. Lúc đầu thì trứng rồng này được bán với giá giống như cái lồng thú đó. Sau khi được đại sư giám định, khi khả năng nó là ấu lồng bản rất là cao. Hơn nữa là trong các đại sảnh bản, bạch sắc thiền nhài lại có không ý tiến tâm. Chúng lợi của nó không có tư cách nào phán đoán, hiếp thống thì cao, thấp thì cũng không có cách nào được phán đoán. Chúng ta đấu giá 5 vòng. Vòng đầu tiên chỉ có thể dùng mắt thường quan sát 1 phút từ gần đó. Giá cả nhận biết của nó là 5.000 vàng, mời cái gì? 5.000 vàng này ấy, ta mời người. Như thế này thật sự có thể nhìn ra cái gì sao? Đã hết thời gian. Đã hết thời gian rồi. Hả? 5.000 vàng chỉ thế là hết rồi sao? Tâm từ à, theo sao? Giá cả đã theo là 20.000 vàng. Theo. Quỳnh này à, sao phải theo vậy? 25.000 vàng chỉ thế là mất rồi. Ta thấy lông đảng này rất là phổ thông, không cho phép người dùng linh thức để trà xét. Chỉ nhìn vẻ bờ ngoài, thực sự là không thể nhìn ra được cái nội gì đâu. Thì cho nên, ngươi hãy học một trong các bản lĩnh tức lòng thuật nhìn trứng. Hả? Thuật nhìn trứng? Còn có thuật sờ trứng được đấy. Đấy là giai đoạn thứ 3 và thứ 4. Rồi, ngươi nói xem quan điểm của ngươi như thế nào đi. Quả trứng này nhìn thì có vẻ bình thường, nhưng thực ra là một quả trứng vô cùng đặc biệt. Vỏ ngoài trông có vẻ mỏng, nhưng mà do hấp thụ một lượng lớn thiên địa linh khí Nhật Bản nhất định, thì đáng văn mất trần tự, không có quy tắc. Hơn nữa là vì ở nơi đây mà mất, mà linh khí bất ổn. Kể nên chúng ta đi lộng vòng, dùng đến thức để kiểm tra xem mình trong có linh khí tập trung hay không. Đúng vậy, nối lại linh đảng. Chúng ta liền theo tiếp. Dù sao thì linh đảng cũng có một vài phần xác suất sẽ nở ra linh thú. Sau này nó không chừng còn có thờ hóa lồng. So với lông đảng thì cũng không hề kém. Hơn nữa lông đảng cũng chỉ có nhiều tỷ lệ trực tiếp nở ra ấu lồng hơn linh đảng một chút. Có rất nhiều trứng nở ra cũng chỉ là yếu thú mà thôi. À có lý. Đây chính là sức hấp dẫn của cực rồng đó. Chủ yếu là 2.000. Hai người nhìn đã đi theo này thì phải tự mình trả đi nha. Ta nhiều nhất chỉ tốn thật 5.000 vàng thôi đấy. Công tử à, vòng thi thứ 2 bắt đầu rồi. Ngài có thể dùng linh thức để trả xét thông tin bên trong trứng rồng. Trứng này thế mà lại có linh sương, chứng tỏ nó là sắp thực sinh ra ở nơi dồi dào linh khí. Hơn nữa lại có hấp thụ thiên địa linh vật. Xem ra đáng để đấu một phen. Giá đỡ theo lần này là 100.000 vàng. Công tử có theo không? Thế thôi mà đã 100.000 vàng rồi. Là hàng công tử thêm tiền cược, ngài muốn quả trứng này cho nên tăng tiền cược lên để cho người do dự khác biết khó mà lui. Công tử lần đầu tiên tới, lần theo này, tiểu nữ tử sẽ trả cho ngài. À, vì cái dự chứ. Lúc mùa thu, ta du ngọn tới Miệu Quốc, dung mạo của công tử được rất nhiều nữ tử quyền quý vào Miệu Quốc sang đón. Chỉ dùng 100.000 vàng để mua lấy một lần nhìn. Một lần công tử nhìn quen mắt, hồi tiền nữ tử thấy đáng giá. Vì ta không chơi nữa, tại sao cha nương ta lại không xin cho ta một khuôn mặt điên đảo chúng sinh chưa trắng trẻo thanh tú chứ? Ai đừng có buồn, thứ như mà di truyền thì không thể nào miễn cưỡng được đâu. Chỉ là ta không ngờ hàng công tử lại ra giá, vòng sau sẽ là hàng 100.000 vàng đó. Ta không có nhiều tiền như vậy, ngươi xác định là sẽ chờ đi chưa? À không sao, coi như là mở rộng kiến thức. Hào sàng đó, nếu người đã muốn chơi, thế thì ta nói thắng luôn vậy.
Linh đản này hoặc là một quan tiền của hồn đản, hoặc là giá trị sẽ rất cao. Không phải tất cả sinh linh trước khi nở ra đều có hấp thụ linh khí. Có một vài yêu thú nghìn năm già rồi chết thì cũng không thể nào hấp thụ được thiên địa chi linh. Ta thấy linh sườn ngưng tụ ở giữa lớp màng và vỏ trứng rồi. Hả? Sao người lại nhìn thấy được chứ? Ta không nhìn thấy hết tu vị của người rất cao sâu. Lẽ nào ngươi còn có lòng nào lợi hại hơn cả thánh lòng quân cấp ư? Kiềm tốn phải kiềm tốn chứ. Không xối bằng người ta, không nhiều tiền bằng người ta, tu vị cũng không cao bằng người ta. Hồi ở Huyên Thảo Sơn bạo bụi đồ, mình lấy đâu ra dũng khí để giả ngộ với người ta vậy trời? Vậy mà có người không bị dò chạy sao? Hàng Túc: Công tử, một đàn đó tuy đã chạm tới nước này rồi nhưng mà vẫn chưa thể kết luận được. Trong này linh khí quấn quanh, có lẽ nơi đó có linh tuyền gì nhãn, không phải là bản thân nó có năng lực hút, vậy thì bỏ đi sao? Nói như sinh linh này còn chưa phù hóa mà có thể hút được linh khí, một với giá 20 vạn kim cũng rất đáng. Không bằng đợi một chút để cho người khác đưa ra quyết định trước. Thế nào? Ta có thể cảm nhận được nó đang hút linh khí. Thế nhưng mà mạch động của sinh mệnh này lại không mạnh như ta nghĩ. Có thể thấy không hờ chuyện hoa linh khí trở thành sinh mệnh lực của mình. Giống như một người bị bệnh ăn đồ bổ nhưng lại không thể nào hấp thụ được đồ bổ ấy. Nè, có thể hấp thụ được khi linh khí nhưng không thể nào chuyển hóa thành linh khí. Để tăng thêm sức mạnh cho bản thân, một sinh linh đang xấu hổ ghê ta. Sau khi phù hóa xong thì có khi lại có thể hấp thụ rồi. Chuyện này không được rõ được. Trên ta kiến nghị người vẫn nên buông tay đi, để lại một chút tiền xem xét lồng đàn của Lôi Long Công. Thêm 15 vạn kim. Ôi, quên đi à, có tiền cũng không thể nào phung phí như vậy đâu. Đã thế này rồi sao vẫn thiệt chứ? Là một người có tiền thì chút tiền này tính là cái gì, phải thơm. Ây cha, mong các vị giữ im lặng. Vòng thứ ba chỉ có vị chúc công tử này chọn đi theo. Dùng 27 vạn 5 ngàn kim tệ có được một lồng đan này. Chúng ta có thể mở phù phong ấn phù hóa của nó ngay lập tức. Mong mọi người đón chờ. Vậy mà đã lấy được rồi sao? Ngươi là người cuối cùng đi theo sao? Một đan này ban đầu quả thật là mang tới cho người khác cảm thấy thần bí. Nhưng mà nhìn kỹ thì ngươi sẽ biết. Nó chỉ là một quả một lông bình thường bị thường nhận vô tâm, làm nhái mà thôi. Không ngờ kẻ ngốc như người lại tin là thật. Ta bỏ tiền ít nhất thì có được nó. Ngươi bỏ tiền ngồi trừ việc nói mỉa mai, sau đó thì hình như cũng chẳng được cái gì. Với công tử mà nói thì đây chính là một trò chơi. Nhìn thấy có người bị lừa thì tâm trạng ta vô cùng thoải mái. Ta đã để không nổi biểu cảm của người sau khi phu hóa ra rác rưởi rồi. Chúc công tử. Ngài nhóm mốt của ngài xuống, trước khi nó sinh ra thì sẽ có được linh hồn trói buộc. Như vậy nó sẽ càng trung thành hơn. Giọt máu này chỉ có được trói buộc linh hồn, không tính là chính thức ký lại nước, sẽ gồm chiếm dụng lại nước của người. Ồ, ra cái gì, ra cái gì? Tương Lam, quên tiếu linh tinh. Đây là ổ lĩnh. Quà đáng yêu ghê. Đây là cái gì vậy? Không có lồng trứng, thì không phải là ổ lồng mà. Chỉ là một ổ lĩnh cái linh tinh á. Hay không xấu. 20 mấy nghìn kim tiền gì mua được một cục lồng, cười chết người mất rồi. Chúc mừng công tử, có được một con huỳnh linh. Tên linh này ở Hà Tư Quốc, ta đã biểu mà tới, may mắn đó nhà. Ồ, nó đang nhiều đấy, ta rất thích nó. Nhưng mà huỳnh linh này rốt cuộc có năng lực gì đây? Thử dùng linh khí chút xem sao. Ý, linh khí bị nó hút rồi, nhưng sao nó chẳng biến hóa gì vậy ta? Còn đúng, linh khí bị thứ bồng này hút rồi, nhưng không vào trong cơ thể của nó. Thứ kỳ cục ghê đấy. Nếu là ta thì ta sẽ vứt xuống đất rồi giẫm một phát lên người tứ thú bằng bông này. Nghe thì tiếng máu thịt nó nạt bét, còn há cơn tức
Hơn là mỗi lần này cứ thấy cái thứ rác rưởi này là nghĩ tới mấy cái cục mấy chục kim tiền lãng phí đó. Này ta không phải là rác rưởi. Không sao, không còn nghe hắn nói vậy. Ta tin người không phải là rác. Ồ, hóa ra là vậy. Hóa ra nhóc này ngồi việc có thể hấp thụ linh khí, còn có thể tinh hóa tối luyện linh khí, sau đó đưa linh khí tuần hoàn khiến hơn lại cho người khác. Đây rõ ràng là một cách giếng linh với đồng mà. Lần này không những còn lỗ mà còn đứt lời đó nha. À huynh đệ, lần này là lỗi của ta. Lần sau ta kiếm ít tiền giúp người chịu một nửa tổn thất. Không cần đâu. Tiền ấu linh đáng yêu thế này ta thực sự là rất thích. À huynh đệ, buồn thì cứ khóc đi. Hay là ta kiếm thêm nhiều một chút. Đó nhiều tiền vậy lấy ra một thứ đáng yêu yếu như gà. Là người đều muốn khóc đó. Ta vẫn là công nên ra ngoài thở một chút không khí rồi đi vào một lát rồi vào. Ở đây thôi. Thương tiền đi nghiệm cứu thử. Nghiệm năng lực của Tiểu Quỳnh Linh này. À, chết mình không nên được hắn chơi kích thích như vậy. Bây giờ thì tốt rồi. Người cũng điên luôn rồi. À. Không còn bị tặng cho ta nữa. Đây là bị cho người dùng đó. Ngoan, hiện tại ngươi còn phải phát triển cơ thể. Hóa ra ngươi có thể hấp thụ linh khí sao? Còn mang linh khí cất giữ trong lòng tự tặng ta. Tiêu Gia Hòa, ngươi đúng là quá hào phóng rồi đây nha. Ta biết ngươi mệt rồi, ngồi 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 một giấc đi. Yên tâm, ta sẽ bảo vệ ngươi thật tốt. Ông Quỳnh Địa, đừng có ốc rượu nữa. Nè nè, làm một ngụm rượu đi. Ta dẫn ngươi đi đến tửu lầu tốt nhất của Mãn Thành uống rượu ngắm trăng. Ờ, ta thật sự không sao mà. Ôi, tức chết ta rồi. Ngồi đứng lại cho ta. Đại sự cái đi chó gì chứ. Tỷ lực của người chỉ sướng vào nóng trại chân bò mà thôi. Chết đi cho ta. Ờ, công tử bất giận mà lão phu khuyên người tu tẩy người đâu có nghe. Xem ra hắn xui xẻo hơn người rồi. Chắc là gặp được trứng lộng rác rưởi hơn. Các người. Nhất định là các người đang giở trò. Lối công lông trứng cái gì chứ? Ta chẳng qua chỉ ta thấy trứng giả ngào. Đổ lông điện của các người chính là ức hiếp bọn ta mà. Con giả dâu rít này các người lại đem về làm rượu đi. Trả tiền lại cho ta. Cược lòng tốn vốn vốn là tồn tại nguy hiểm. Bản thân hàng công tự hiểu rõ. Hà tất phải ở đây ôm sồn. Tiện khách, ta muốn con thử ra. Đổ lòng cung điện các người chính là kế lùi gác. Công tử phải đi sao? Đúng vậy, hôm nay ta rất hài lòng. Danh linh lại có thể mang lại may mắn cho công tử. Hy vọng công tử chăm sóc tốt nó. Sau khi công tử rồi cùng thì tiện mang con giả sào này đi phóng sinh đi. Như vậy thì tích một chút công đức. À được. Nữ vương này tính toán tốt thật đi. Vẻ bờ ngồi diễn về mà bị thường lại không còn suy nghĩ đến chuyện sau này. Tiểu giàu này đúng là đáng thường, vừa ra đời đã bị ruồng bỏ rồi. Đây chính là mạng đó, tại sao người lại không phải là lôi công chưa? Nếu như là lôi công lông, thì tông bố Mãn Thành đã sẽ chấn động vì người. Chỉ là một con giả, và còn xí chút nữa bị người khác đem điện làm rượu nữa chứ. Ờ, ngươi làm cái gì vậy? Không phải là phóng sinh sao? Tại sao lại rửa vậy? Hồi lễ nào ngươi tàn nhẫn hơn tính đem nó giết hầm thịt ăn ư? Nè nè, sao có thể ngươi suy nghĩ cái gì vậy? Ngươi cảm thấy một con giả giàu vừa ra đời, ta nó vừa vịnh có thể sống được bao lâu? Sự em tạo hóa của nó vậy, may mắn thì miệng còn trưởng thành, không may mắn thì bị sinh vật lớn nuốt chửng, đến xương cốt cũng không còn. Nuôi một con ấu linh là nuôi, mà nuôi hai con ấu linh cũng là nuôi. Nếu như muốn phóng sinh cũng phải để cho nó lớn lên một chút. Nói không chừng sẽ trở thành thức ăn của cá biển. À không phải chứ, con giả dâu này lại có chưa có linh tính như là cục bồn đó. Người cũng rảnh đi nuôi, bái phục thì là bái phục mà. Nhờ có chút mình làng ở.
Được rồi, Tiêu Dạ Họa, chúng ta cũng có linh hồn trói buộc rồi. Hiện tại ta bảo vệ cho ngươi, ngươi phải nỗ lực học tập, sau này phải nhờ vào ngươi đã bảo vệ ta rồi. Ăn đi đừng buồn, không phải tất cả sinh linh vừa ra đời đã cao quý bất phàm đâu. Bên cạnh ta có rất nhiều đồng đội, lúc bọn chúng vừa ra đời còn yếu hơn người đấy. Nhưng mà chỉ cần không bỏ cuộc thì có thể biến chất, cuối cùng thì nhất định có chỗ đứng ở thế giới này, cho nên tự lòng đâu. À đây chẳng phải là chưa gặp được tự lòng thích nào vì sao chứ? Hiện tại nuôi mấy con ấu linh trước nè, xem như là dự trữ đi. Hơn nữa người xem con dao này không phải cái chút tím hay sao? Có lẽ cũng chính là tự lòng. À cũng phải, ấu linh nên nuôi nhiều một chút. Hai con này cũng không tệ, nếu như từ từ nuôi dưỡng không chừng có thể mất đi. Tính hoang dã bắt đầu có trí tờ tâm linh. À đúng rồi, công ý tiên sinh à, sao người kiên quyết bảo ta ký kết với tự lòng vậy? Giữa lòng với nhau thì tồn tại một sinh linh ký hợp. Bọn chúng thì có những năng lực có thể tương trợ tương thành, thậm chí là trong lúc chiến đấu lại có thể phát huy y lực lớn mạnh hơn. Ngũ hành lòng chính là linh xích khớ hợp kinh địa nhất. Nếu như một lòng sự có thể quý tụ ngũ hành lòng vàng mộc thì họ thổ, thì đồng thời những sợi dây gắn bó linh hồn của mình kết hợp với ngũ hành chúng thì tạo ra ngũ hành đàn ông. Vậy Cảm Lý tiên sinh à, nhấn mạnh tự lòng là vì khả năng của tự lòng rất phù hợp với những lông khác mà ta đang có. Đúng vậy, ngũ hành đồng đàn ấn không kém gì, kém hơn nằm còn lông khác lên mình một bộ giáp là bằng vàng rồng. Đương nhiên trong ngũ hành linh xích khớ hợp thì có những cộng hưởng và phản ánh của thuộc tính huyết thống và chủng tộc khác, cho nên người nhất định phải sở một con tử lòng sinh lích khớ hợp hoàn toàn có thể đạt tới hiệu quả 1+1 lớn hơn 2, hiểu chưa? Tử lòng đó. Lần sau nhất định mà. Wow, Bạch Vũ Nga phát tài rồi, bọn chúng đều là của ta. Lên nào lục thủ, bắt hết Bạch Vũ Nga đi. Nên chết mà, đừng có tránh Bạch Vũ Nga của ta. Ôi mồ mồ đi gọi người tới cùng bắt Bạch Vũ Nga thôi. Chẳng phải nó Bạch Vũ Nga tụi sao, có công với liệu mình tranh cướp như vậy không vậy? Bạch Vũ Nga là một loại gia sinh linh vô cùng đặc biệt của ngọ hải. Cánh của chúng lại có thể hấp thụ nguyệt hòa chi quang khi mà đầy ấp ánh trăng, rồi xếp một rà thứ giống như là nhụy hòa ở chỗ đùi. Cho nên là một con Bạch Vũ Nga sẽ tương đương với một nhụy hòa nguyệt hòa. Tiểu bạch cởi của người vừa khéo lại còn lỗi năng lực nghiệt hòa này. Ôi quý giá như vậy sao? Thế thì ta cũng phải bắt đầu đi cúp đợt một ít Bạch Vũ Nga thôi. Hả? Sao vậy? Ôi chúc mừng lần à, ngươi đợi ta với. Ngươi đỡ trên lão nhân gia của người dầm bơi sao? Có ối không vậy? Tiểu Dạ Họa, ngươi chậm đã. Bán đảo Tiểu Thánh Trì. Wow, linh khí ở đây dồi dào hơn nơi khác nhiều, nói không chừng thì ẩn giấu một linh trì đó. Kỳ quái thế mà lại không có ai canh gác này. Tiểu Dạ Họa, ngươi muốn đi đâu vậy? Cao Lý tiên sinh à, ngài quả nhiên nói không sai, nơi này quả thực là có một linh trì. Chi tiết là ta đã có linh tuyền linh vật, tốc độ tu hành vốn đã nhanh hơn người thường 120 lần rồi, mà linh trì này đối với ta mà nói lại không có tác dụng lớn. Đối với người không có tác dụng gì cả, nhưng đối với Tiểu Gia Hỏa này thì không phải như vậy đâu. Tiểu Gia Hỏa này chỉ còn hút cạn toàn bộ linh khí của linh trì này đây chứ. Kìa đợi tôi sẽ hút cạn rồi kìa, như vậy cũng quá nhanh đi mất rồi. Gia Hỏa được đây chứ, linh năng trữ lượng thế này phóng chừng đủ cho một con ma lên 9.000 năm xung kích một tu vi năm thánh linh đấy nhỉ. Chúc mừng Quỳnh Lãng Hà, người nghĩ người có thể bồi dưỡng được linh trì này không? Không bồi thường được. Hả? Thế thì còn ngay người ra đất làm cái gì nữa? Nhân lúc không có người thì chảy máu đi. Có lý, phát hiện tin tức ông đúng thì lập tức rời khỏi. Chậm tự, người chậm đã chứ, tiểu tử người chậm đã. Người đưa ta lên lưng người đã chứ.
Lâu như vậy rồi mà chưa thấy ai tới trà hỏi, xem ra chuyện bên thánh tri vẫn chưa bị phát hiện. Mưa tạnh rồi. Hả? Sao bệnh vụ ngà được bay lên trời hả chị? Mưa cũng đột nhiên tạnh rồi. Trời, đấy lẽ nào là? Bệnh phượng hoàng. Vậy mà lại có sinh vật khổng lồ mạnh mẽ tới như vậy. Xem ra, Bạch Phượng Hoàng đã bảo vệ cái đám bạch vô ngạ vượt qua khu mưa to gió lớn. Thứ mà mình tưởng là to lớn, chưa từng thấy, chẳng qua chỉ là một góc núi của băng tại thế giới này thôi. Được rồi, bây giờ ta sẽ dẫn người tới nơi an toàn. Ở đó có một khoảng thời gian trước đây nhé. Nơi ở của đoàn làm. Cô đoàn làm à? Ngài có nhà không? Chúc Minh Lãng. Hai người mau quay lại đi, đừng có chạy lung tung. Tóm được người rồi nè, sẽ có người con chạy được đi đâu. Chúc Minh Lãng. À cái đó, à hai nhóc này nghịch ngợm quá, ta đang bắt chúng. Người tới tìm ta có chuyện gì sao? Ở cô đường làm mà hai nhóc này là linh thú ta mới nuôi. Ta có việc phải đi mấy ngày nên định nhờ ngài chăm sóc chúng. Ta sẽ chăm sóc tốt cho chúng, ngươi yên tâm đi. Ta đi mấy ngày rồi về. Cô đường làm mà sẽ chăm sóc tốt cho các người nhà. Lúc ta không ở đây đừng có mệt lười, biết phải tập luyện cho tốt đó nghe chưa. Ngô Hải đảo san hô. Trên ma đạo này lại có một loại cây di chuẩn, sau khi chúng hấp thụ ánh sáng mặt trời, lá cây sẽ tiết ra một mùi thơm kỳ dị, bao phủ cả ma đạo khiến cho con người không thể nào hít thở. Lại chỉ có sinh vật trường kỳ sinh sống ở đây thì mới không chịu ảnh hưởng. Người ngoài rất khó có thể kiên trì ở đây trong một khoảng một canh giờ. Nhưng viên thảo châu này có thể làm giảm mùi thơm kỳ quái đó. Nếu như thảo châu tiêu diệt hết thì chúng ta không thể nào rời đi rồi. Thời gian gấp gáp, mọi người, mau chóng đi. Ức chế của hương thơm kỳ quái lại không liên quan tới tu vi cao thấp. Nếu như chúng ta bị kẹt ở đây thì chết vì nghẹt thở. Ngoài trừ những thứ này thì có lẽ còn có những nguy hiểm tiềm tàng khác. Xem ra, muốn tìm thấy trấn hải linh không đơn giản như vậy. Trấn hải linh treo ở trên một cái cây mà bích đồng, trong rừng cây kỳ lạ quá. Nếu là đồ cổ, vậy có liên quan tới người đời trước sao lại lưu lạc đến khu rừng ở trong ma đảo hoàng vu cổ kỳ như vậy chứ? Cụ thể thì ta cũng không biết. Nhưng mà hương thơm mà quần đảo này tiết ra hình như là liên quan tới trấn hải linh này. Không tốt rồi, đó là tiếng hải ương hoàng. Tàu chầu sắp dung hết rồi, chúng ta không được lãng phí thời gian với nó. Và đuổi tuyệt hải ương hoàng đi. Nếu như chúng quân đề đi đuổi tuyệt hải ương hoàng thì nó chắc chắn sẽ cảm thấy là điều họ lì sườn. Dù sao thì lúc trước chúng ta có tiếp xúc với nó, tuyệt hải ưng hoàng như rõ chúng ta. Thế nên ta mới đề nghị chúng ta đuổi nó đi, để chúc huynh vào mà làm lấy trấn hải linh. Được. Vậy người phải cẩn thận đó. Lần trước chúng ta cũng chưa tiếp cận được cái cây mà bích đồng, thế nên không thể chắc chắn là xung quanh có nguy hiểm gì. Đương nhiên, nhiệm vụ này có lẽ chỉ có người thì mới có thể thắng. Dù sao thì thiên sát lòng có được sức mạnh của lòng vương thì những nguy hiểm gì đó tổng không tính là gì với nó. Cùng mày ánh sáng thánh hoàng của thành trác có thể tịnh hóa mà linh ở đây. Chỉ còn lại không tịnh hóa nổi hương thơm của mấy cái cây dị này. Không thì mình có thể phóng túng thoải mái ở đây rồi. Đây là cây ma bích đồng sao? Lẽ nào cái gọi là trấn hải linh chính là quá ngàn nằm trên cây ma bích đồng này? Không đúng. Lô vật phẩm quý báu này thường sẽ có thú trông giữ bên cạnh, nhưng mà xung quanh kỳ ma bích đồng này lại yên lặng như vậy, còn chẳng có tiếng chim. Việc khác thì thường thấy ác có yêu. Không được, mình phải sắp sẵn lối đi. Lùng vương à, bác nãy ta phát hiện ra một món ngon hiếm gặp, người có muốn ăn không? Thằng nhóc, người đang muốn ta chui ra. Chẳng người có gan dũng cảm thì nói thẳng ra, đừng có lừa dối ta. Ôi, người cũng ở trong linh vực lâu như vậy rồi, cũng nên ra ngoài hoạt động gân cốt rồi chứ.
Người chắc chắn là có thể ăn sao? Nào không phải chỉ là quả từ sao, bông lông cũng không ăn được rồi. À thì tự là ngươi lừa ta, đây không phải là thế với sao, quỳ khó nuốt quá. Giống như là lục lạ thật vậy. Nhưng ở đây nhiều quả như vậy, rốt cuộc là quả nào mới là hái linh thật đi? Hai quả này rõ ràng là không giống như quả khác, hơi thở cũng vượt qua hơn ngàn năm. Có lẽ chính là trấn hải linh mà đại giáo dụ muốn rồi. Trấn hải linh ở đây xung quanh chắc chắn lại không có thiếu sinh linh lớn mạnh. Nó không chừng trấn hải linh còn có điều cấm kỳ gì đó, mình tuyệt đối không được sơ suất. Cụ thể mà hái được rồi á, mình cũng đang chuẩn bị kích chiến một phàn, có thể mời mọi chúng tụ họp với đại giáo dụ rồi. Đại giáo dụ, đại giáo dụ dụ Tuyệt Hải Ưng ra ngoài chỗ khác rồi, để cho bọn ta giúp người ra đạo trước. Người xem là cái này sao? Ôi là nó, đã có ba màu rồi, là trấn hải linh hoàn hảo nhất. Đi lâu như vậy chắc hẳn là không dễ dàng nhỉ. Dù sao thì gần cây mã bích đồng có lẽ cũng có hung thú canh giữ. Nhưng mà hung thú đó có chút khó nhằn, ta cũng phải phép ba bò chín trầu thì mới lấy được. Mình nói thật ra rất đơn giản thì có lẽ họ sẽ cảm thấy mình giúp đỡ rất lỗ. Dù sao thì mình cũng đã đập vỡ tố phượng hoàng quý giá như vậy rồi. Ôi Tuyệt Hải Ưng Hoàng, sao nó lại bay về rồi? Quả của ta Thiên Sát Long. Ồn ào chứ đi, công cái mồm lại cho bốn vương. Hả? Quý vị mà lại là Lâm Quân. Tuyệt Hải Ưng Hoàng đã bay về rồi. Vậy đã giáo dụ đâu? Có lẽ là Tuyệt Hải Ưng Hoàng ý thức được chúng ta hái chuồng trấn hải nên đột nhiên quay về giết. Đại giáo dụ còn chưa kịp, chưa đuổi kịp lên kịp. Mất cơ thể nào thì chúng ta phải rời khỏi đây trước đã. Thảo dầu tử của bọn ta sắp khô héo rồi. Vậy các người ra ngoài đạo trước đi, ta sẽ đi theo sau. Được, nhớ dùng được cái gì dù với Tuyệt Hải Ưng Hoàng quá lâu. Nó hiểu rõ rất nơi này. Muốn giết nó thì không dễ đâu. Kỳ lạ, sao mình cứ cảm thấy cái chỗ nào không đúng lắm. Quỳ Long Vương thì thế nào, ta cũng không phải là ăn chay. Hụt máu, còn đang chiến đấu đã hút cạn máu của Tuyệt Hải Ưng Hoàng rồi. Không có danh lờ Long Vương của ta ngầu lắm. Lì hả mày? Giờ cùng mọi người có xong hay không hay chưa? Đi nè. Con này dai thiệt. Đến muốn phòng tay luôn. Không đúng, Tuyệt Hải Ưng Hoàng chỉ nhiều thương tích vậy, thể lực vẫn dồi dào. Thể lực của Thiên Sát lồng ngược lại chống đỡ không nổi rồi. Đúng rồi, sao mình lại quên mất cái chuyện này chứ? Là dị hương Thiên Sát Lồng, Tuyệt Hải Ưng Hoàng này cố ý dày dừa ở trên ma đảo để cho người bị dị hương ức chế, làm suy yếu khí lực của người. Chúng ta không thể ở lại đây đấu với nó, máu rời đảo. Hòa nhìn Tuyệt Hải Ưng Hoàng ý vào dị hương trên ma đảo thì mới cả gan dày dừa với Thiên Sát Lồng. Lần này tha cho ngươi một mạng đó, chìm trước đó. Ngươi nhìn phía dưới đi. Chuồng dưới, chìm sao? Đại giáo dụ, chúc cẩn thận. Đây là hoàng ồ máu chạy. Đại giáo dụ, có người đã nhìn chúng ta. Xem ra người nhắm tới trấn hại lệnh không chỉ có mỗi chúng ta. Kẻ có thể giết chết được đại giáo dụ làm chịu nhất định là nhân vật cực kỳ nguy hiểm. Không ổn, đây là cái đám người hàng oản và lữ viện tuần vẫn còn đang ở trên đảo. Đi, chúng ta trở lại mà đảo. Dị hương ở trên đảo đã áp chế người, ngươi là ở lại trong không trung đi. Chú ý đều phong tiệt Hải Ưng Hoàng nó rất là xa quyệt đó. Ai sợ ai chứ, bốn Long Vương giống bốn bàn tay có thể đập chết nó rồi. Chú quân đệ à, chết rồi, đã giáo dụ chết rồi. Đây là cái chuyện gì vậy? Không đúng, lối viên tường làm sao biết đại giáo dụ xảy ra chuyện?
lẽ nào ông ta cũng rời khỏi Mà Đảo trở lại Thế Hạng Oán thì sao? Nàng ta cũng đi rồi. Là Hạng Oán, là cô ta bán đứng đại giáo dụ. Đường chúng ta đi Tuyệt Hải Ma Đạo vốn là không mờ cỡ người thư tự biết được. Mà người của Hạng và bộ họ từ xưa đến nay đều là lòng tham công đấy, nhất định là Hạng Oán đã bán đứng đại giáo dụ. Thế Trấn Linh Hải Linh đâu? Bị cô ta cầm đi rồi. Ta cảm thấy không thích hợp liền trốn về đảo, nhưng mà lại bị một sát thủ chè mặt nhìn chằm chằm đuổi theo ta không bỏ. Nếu như không phải cưỡi thì sát lông trở lại khiến cho hắn kinh hoàng bỏ đi, thì ta e là khó mà thoát khỏi khi chết. Tiếc là rồng của ta trong lúc chiến đấu bị Tiệt Hải Ưng Hoàng đánh bị thương, lại thơm bị dị hưởng áp chế, bây giờ đã mất đi sức chiến đấu rồi. Không có tiên sát lồng vườn, ta chẳng qua cũng chỉ là một người bình thường, không làm được gì cả. Thế thì xem ra chỉ có thể dựa vào bản thân ta rồi. Đúng vậy, chúng ta tìm một nơi để trốn trước đi, rồi tìm tiếp. Bây giờ khoảng chừng là khó mà cũng thoát ra khỏi ma đạo này. Được, thế thì ta triệu hoán rồng của ta ra trước để bảo vệ chúng ta. Độc Lộng Hoàng Hồng Lồng, giết hắn đi. Lữ Yên Thuật, người đây là đang làm cái gì vậy? Ai bảo người xen vào chuyện lo chuyện bao đồng chứ? Giải quyết sao người bọn họ chúng chỉ có thể là đã giáo dục chết ngồi ý muốn ở trong Tuyệt Hải này. Chẳng lẽ người mới chính là người phản bội của đại giáo dục? Người cũng ngu xuẩn tại đây, sao có thể tu luyện tới vương cấp được vậy? Đâu có Hồng Lông, cần nát hắn cho ta. Ôi, rồng của người chẳng phải là đã... Thế nên, người mới không tới được cảnh giới của ta đâu. Lữ Viễn Tuần à, ta không tin lời người nói dù chỉ một chữ mà. Mà ngươi lại tin hết tất cả những gì ta nói. Ban đầu tôi vẫn còn đang thắc mắc, ngươi và Hà Oán ai mới là nội quỷ. Không ngờ ngươi lại không kiềm nén được mà đã đánh... Chưa đánh đã khai rồi. Ở trong quân địa, tha mạng, tha mạng. Thần nhất bên ngoài lại là Nghiêm Trình, người đứng đầu họ Nghiêm, một trong chín đại tộc của người Khải. Đúng vậy, hắn vì dục vọng ích kỷ của mình mà đã giết chết tất cả những vù dần mà theo loài người, khiến cho thủy triều vô độc phóng túng 17 dẫn tới rất nhiều loại bệnh. Vậy Hà Ngoãn Đầu còn sống không? Nàng ta nhảy vào lãnh địa của Tuyệt Hải Ứng Hoạt có lẽ... Sống lâu hơn người đó. 213.